đa chất hydrocarbonate và carbonate này. Có một chút lớp 11 chúng ta học rồi, chúng ta nhắc lại và ôn tập lại những dạng này cũng nhiều bạn chưa nắm vững các trường hợp. Trong quá trình làm những năm trước thấy nhiều anh chị cũng không vững lắm đâu. Thì thứ nhất là cái muối hydrocarbonate nhé. Muối hydrocarbonate thì nó có tính chất chung là tính phân hủy nhiệt này và tính lưỡng tính. Được chưa? Trong đó tính bao giờ chứ như thế. Phân hủy nhiệt thì nó đều cái muối MHCO3 này. Muối MHCO3 này này thì sẽ phân hủy ra M2CO3, nước và CO2. Trong đó M này chúng ta sẽ là kali và natri nhé. Được chưa? M đây có thể là kali, natri. Nếu mà đối với bari và canxi thì nó cũng như vậy thôi, thì đều ra muối trung hòa CO2 với nước. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ với hóa trị nó khác đi một chút thôi, và cái thằng này nó sẽ là kết tủa này. CaCO3 kết tủa, Ba tương tự như thế nhé, Mg cũng vậy luôn. Được chưa? Và chúng ta lưu ý là cái phản ứng này nó hình thành giải thích cái sự hình thành thạch nhũ trong các hang động núi đá vôi. Ta lưu ý là hình thành thạch nhũ tức là cái này nó ở trạng thái rắn thì nó sẽ phải là cái phản ứng mà tạo ra cái CaCO3 này. Đó là phản ứng bên này nhé, chính xác là phản ứng bên này trong núi đá vôi mà, cái này là đá vôi. Đấy. Được chưa? Đấy. Sau đó thì tiếp theo cũng sẽ là CO2 nữa. Ngoài ra thì cái phản ứng này nó hình nó sẽ giải thích cái sự tạo thành lớp cặn CaCO3 trong đầm đun nước hay trong phích đựng nước nóng. Đấy. Thì trong cái nguồn nước chúng ta thường nó có CaCO3 hai lần, khi chúng ta đun lên thì nó sẽ tạo ra cái CaCO3, bạn nào để ý đó. Thì các đầm đun nước thường nó có thể có một số cái cặn như thế. Đấy là tính chất thứ nhất về tính phân hủy nhiệt của muối hydrocarbonate nhé. Tính chất thứ hai là tính lưỡng tính, cho nó tính bao giờ chính như thế. Tính lưỡng tính này thì mình tính lưỡng tính này thì nó thể hiện ở các phương trình yêu mà hôm trước mình phải đã đưa vào trong này rồi đấy, chúng ta lưu ý này. Đó, ví dụ là cái phương trình đâu này, trình yêu dưới này OH trừ với HCO3 trừ thành CO3 hay trừ với nước đúng không, và H cộng với HCO3 trừ thành HNO với CO2. Hai phương trình này trông thế mà cũng rất là nhiều anh chị vẫn nhầm nhé. Đấy, ví dụ cái này là một trừ với một trừ thì thành hai trừ, nhớ nhé. Trông thế thôi mà các bạn chẳng để ý gì, cứ làm cứ viết thôi. H cộng HCO3 trừ cũng ra H2O CO2, đọc cái này cũng ra H2O CO2 rồi. Mình ta lưu ý cho thầy nhé, một trừ với một trừ thì phải ra hai trừ với nước, cái này một cộng với một trừ thì ra không. Các bạn nhớ đấy thì chúng ta sẽ viết được các cái phương trình, một số cái phương trình dưới dạng phân tử, ví dụ NaHCO3, HCl này, NaHCO3 hai lần HCl, phương trình này mình dễ viết rồi đúng không, thì ra NaHCl HOCO2 này. NaHCO3 với NaOH thì ra NaHCO3 với nước. Bởi vì ta đấy là HCO3 trừ với OH trừ thì ra CO3 hai trừ với nước. Cho nên muối tạo thành đây phải là NaHCO3 với nước. Tương tự như thế là CaCO3 hai lần với cả COH một lần. Đó. Được chưa? Thì một số ứng dụng của muối hydrocarbonate trong đó có NaHCO3 thì được dùng để chữa đau dạ dày do thừa axit. Thì đau dạ dày, một trong những nguyên nhân gây đau dạ dày là do thừa axit, thì ta dùng NaHCO3 thì ta có thể trung hòa được axit theo cái phản ứng là gì đây, H cộng với HCO3 trừ là H2O CO2. Đấy thì chỗ này là chúng ta có thể giải thích được bằng phản ứng thì chúng ta cố gắng giải thích nhé. Đấy. Được chưa? Giải thích theo cái phản ứng này, chữa đau dạ dày là giải thích theo phản ứng này nhé. Dùng trong công nghệ thực phẩm là một nở, bởi vì khi đun thì nó ra H2O với CO2, tức là cái lượng khí nó rất là lớn, dùng làm bột nở chế tạo nước giải khát soda, chế tạo nước giải khát. Được chưa? Đấy. Tiếp theo nữa, tính chất tiếp theo nữa là đấy, thì như vậy là chúng ta nhớ cho thầy là cái muối hydrocarbonate thì nó có phản ứng phân hủy nhiệt và tính lưỡng tính này, nó tính bao giờ chiếm như thế nhé. Đấy. Tính bao giờ chiếm như thế. Thế còn đối với cái muối, ngoài ra nó có các phản ứng trao đổi, lát nữa chúng ta sẽ có một số phản ứng thầy sẽ hướng dẫn anh biết nhé. Phản ứng trao đổi này, phản ứng trao đổi trong đó có muối carbonate này. Muối carbonate, bây giờ đến sang muối carbonate. Muối carbonate thì nó tác dụng được với axit, hai thằng đều tác dụng được với axit. Thằng này đều tác dụng được với muối axit nhé, đều tác dụng được với axit. Như ông C3 hay trừ được bao giờ này. Đấy thì phản ứng này thì nó cũng đơn giản thôi, nhiều bạn chắc là biết quen rồi, ra N2CO3 HCl với NaCl với HCO2. Cái này thì chắc nhiều người nhớ rồi.
rồi CaCO3 với HCl ra CaCl2 nước CO2. CaCO3 thì cũng có thể tan trong axit acetic tạo thành cái muối này. Chúng ta lưu ý cái gốc này là hóa trị 1 nhé, còn canxi là hóa trị 2. Đấy, chúng ta sẽ có cái công thức như này. Được chưa? Phản ứng thứ hai nó đều là tác dụng với nước chứa CO2. Bên này thì nó sẽ tan trong nước chứa CO2. Bởi vì cái CaCO3 này là chất rắn này, thì chúng ta gọi là tan trong nước chứa CO2. Thì cái này là CaCO3 này cộng với nước cộng CO2 thì ra CaH2O3 hai lần tan. Thì phản ứng này thì giải thích sự xâm thực của nước mưa, nước chứa CO2 đối với đá vôi. Tức là cái CaCO3 này là đá vôi nhé. Được chưa? Giữa CaCO3 này là đá vôi nhé. Đấy. Thì nó sẽ bị tan trong nước chứa CO2. Đấy. Hay là chúng ta có cái câu nước chảy đá mòn đấy, thì nó cũng là một phần, đây cũng là một phần nguyên nhân của cái câu nước chảy đá mòn đấy. Nước chúng ta sẽ chứa CO2 thì hòa tan được cái đá chứa CaCO3. Đây. Như vậy hai phản ứng này thì thực ra nó đều giống nhau, nó đều tạo ra muối axit, tạo ra muối axit, và nó là phản ứng ngược lại của phản ứng phân hủy nhiệt ở bên trên. Đấy. Lưu ý nhé. Còn phản ứng nhiệt phân M2CO3 với M đây đương nhiên là kim loại kiềm nhé. Thì phản ứng nhiệt phân M2CO3 trong chương trình phổ thông này chúng ta tính là không xảy ra. Còn sau này thì ở nhiệt độ cao hơn, ở các cấp cao hơn thì không thì tính sau. Vấn đề học học thì tính sau. Còn trong chương trình phổ thông chúng ta tính là cái phản ứng này là không xảy ra. Đấy, tính cho đơn giản. Phản ứng nhiệt phân đối với cả cái canxi, bari và magie thì MCO3 nhiệt phân thì nó sẽ ra MO và CO2. Đấy. Đây là các chất lý và ứng dụng thì mình đọc thuộc thôi. Nguyên liệu sản xuất thủy tinh, xà phòng, giấy dệt. CaCO3, nguyên xi măng, thủy tinh, gang thép, cao su, để chua đất trồng trọt. CO2, cái này tổng kết lại hình như là tổng kết lại cái hình hôm trước đúng không? Chính là tổng kết lại cái hình hôm trước. Đấy thì những cái ứng dụng này chúng ta đọc thêm nhé. Đấy, được chưa? Muối sulfat này hôm sau chúng ta sẽ nói nốt. Đấy, phần lý thuyết hôm nay chúng ta ngắn gọn như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái này thì nó sẽ có một số câu này thôi. Cái này mấy cái tên gọi này bạn nào quên thì hỏi nhé. Hy vọng là chắc là chúng ta vẫn nhớ được. Lý thuyết đề 22B thì chắc phải chữa mẫu một hai câu thôi. Liên quan muối axit hơi khó hơn một chút. Được chưa? Ví dụ đối với trường hợp BH3 hai lần chúng ta là Tên gọi gì ấy thầy? BH. Tên gọi tí cũng làm đi. Mà quên thì hỏi. Đâu hy vọng là chắc là nhớ rồi. Học kỹ này. À, quên Không thấy được hy vọng thế. chúng ta thế chú nào họ làm thì hỏi nhé, yên tâm hỏi được, lo cái gì. Đây là nhiệt Ok phân, thầy ạ. phần này chúng ta bổ sung thêm cái nhiệt phân vào nhé. Hôm trước là cái này hôm trước người ta chưa chưa mới chưa chép hôm nay phải mới bổ sung. Cái này học từ hồi lớp 9 rồi này. Bao giờ tan thì không bị nhiệt phân này, bao giờ không tan thì bị nhiệt phân. Bao giờ tan thì không bị nhiệt phân nhé, bao giờ không tan thì bị nhiệt phân nhớ. Đừng lộn nhé. MHN lần nhiệt phân thì ra oxit và nước. Một carbonat, hydrocarbonat thì phải nói rồi nhé. Một nitrat thì chúng ta xem sách lớp 11 nếu có. Còn nếu không không có sách lớp 11 thì chúng ta chép lại cho thầy. Phản ứng một nitrat này. Đấy thì những cái kiến thức thầy cung cấp để cho chúng ta có thể làm được vấn đề 22B này nhé. Thế còn tất nhiên nó còn dính đến kiến thức của lớp dưới nhiều. Cái nào chúng ta quên đâu thì chúng ta hỏi lại chỗ đấy thôi. Thầy cũng đã lướt qua một lượt rồi, hy vọng là nó đầy đủ rồi. Còn chỗ nào thiếu nữa thì chúng ta hỏi thêm thôi, không có đề gì cả. Cứ nhắn vào trong nhóm. Đây, ví dụ câu 9 này thì thầy sẽ hướng dẫn cái cách viết muối axit nhé. CaCO3. CaCO3 hai lần thì nó sẽ phân ly ra gì? Chúng ta sẽ viết, thầy sẽ mở cái mặt bàn viết cho mình. Viết BaCO3 hai lần với cả chúng ta sẽ có cái phương trình ion của nó là gì, chúng ta nhớ cái phương trình ion nhé, thì nó sẽ là OH này H3 trừ thì nó sẽ ra gì? Ra CO3 hai trừ cộng với nước. Thế thì dẫn đến là chúng ta thấy rằng là nó có thể có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất nếu mà tỷ lệ 1:1 nhé, tỷ lệ 1:1
Về một một thì em thấy là nó 1H2O3 trừ đây. Kết hợp 1OH trừ thì ra 1CO3 2 trừ. Thì CO3 2 trừ này đương nhiên thì nó sẽ đi vào thằng kết tủa BaCO3. Còn như vậy chúng ta thấy là ra chúng ta thấy là CO3 ra 1CO3 thì vào đây rồi với một nước đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là một mới mới mất có 1H2O3 trừ thôi. Thì còn 1H2O3 trừ còn lại thì nó sẽ đi vào NaCl. Cái này chúng ta phải xét tỷ lệ đó. Nếu mà tỷ lệ 1, 2 thì nó lại có phương trình khác. Lệ 1, 2 thì chúng ta lúc đấy thì chúng ta lại có là 2H2O3 trừ với 2NaOH, tức là 2OH trừ này. 2H2O3 trừ thì ra 2CO3 2 trừ với 2 nước. 2CO3 2 trừ thì nó sẽ đi vào một, thứ nhất là BaCO3 thì mới một gốc thôi. Ba còn lại là A2CO3 tổng với hai nước. Okay. Tỷ lệ như nào chúng ta sẽ đặt hệ số tương ứng vào phương trình ion, chúng ta sẽ suy ra phương trình phân tử nó sẽ dễ hơn đấy. Chúng ta sẽ tự đặt vào nhé. Còn cái này thầy đã viết chung như này. Đấy là phương trình thứ nhất này. Đối với NaOH này. Thế còn phương trình BaHCO3 BH2CO3 hai lần thì cộng với cả HCl. BH2CO3 hai lần cộng HCl thì nó đơn giản hơn thôi. Phương trình ion của nó sẽ là ion của mình nó sẽ là H cộng CO3 trừ. Đấy nhá, thì ra HCO với CO2. Ion thì phải biết thôi. Như vậy là do đó chỗ này sẽ là BaCl2 cộng với cả gì H2O và CO2. Đã có 2H cộng với 2H2O3 trừ thì ra 2H2O và 2CO2. Được chưa? Tiếp theo đó là với CO hai lần thì sao? Chúng ta sẽ có BaCO3. BaHCO3 hai lần. Cộng với CH này lần này. CH này lần. Ra gì? Thì ở đây chúng ta thấy là 2H2O3 trừ rồi với 2OH trừ rồi đúng không? Chúng ta đặt hết số 2 vào đây. Và thêm hết số 2 vào, như vậy nó sẽ có 2 cốc CO3. BaCO3 cộng CaCO3. Cuối cùng đó là H2O4 này. H2S4 thì nó là gì? H2S4 thì như vậy chúng ta sẽ thấy là nó cũng giống như thằng HCl này thôi, đúng không? Hoàn toàn giống HCl này. Thì cái muối bây giờ là BaS4. Tuy nhiên điểm khác biệt là BaS4 của mình nó kết hợp cộng với cả gì? HO, 2H2O và 2CO2. Sao vì sao hai thì chúng ta thấy là chỗ này nó là 2H cộng này. Đây là 2H cộng nhé. Và đây là 2HCO3 trừ. 2HCO3 trừ ra 2H2O với cả 2CO2. Được chưa? Ra 2H2O với CO2. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là đây là cái trường hợp mà vừa có khí vừa có kết tủa là chúng ta xác định được rồi đúng không? Chúng ta tập làm quen với các cái phương trình về muối axit đúng không? Ở đây chúng ta mở rộng thêm một trường hợp nữa là đối với trường hợp của NaHCO4 phản ứng này. Đây thì cái sự phân ly ra NaHCO4 hôm trước chúng ta đã nói về cái sự phân ly của NaHCO4 rồi. Thì nó sẽ ra là Na cộng H cộng S4 2 trừ. Như vậy chúng ta thấy là nó cũng tương đương như thằng này đó, nó có H cộng với cả S4 2 trừ. Nó cũng có H cộng với S4 2 trừ như thằng H2S4. Do đó phản ứng chúng ta phải biết này. H2O4 thì mình cũng có thể là chúng ta thấy là cái phương trình ion của cái thằng này đó thì thứ nhất là phương trình ion nó là H cộng
sự kết hợp của hai ion này với nhau đúng không? Thì nó sẽ ra gì? HO với CO2. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là như vậy là đây là cái trường hợp tỷ lệ, cái này tỷ lệ 1:1 này. Nếu như tỷ lệ 1:1 nhé, chúng ta có đây là 1H cộng này, thì kết hợp 1H CO3 trừ thì nó sẽ ra một nước một CO2. Được chưa? Thế thì nó còn dư lại một gốc H CO3 trừ. Dư lại một gốc H CO3 trừ thì lúc đấy sẽ là NaCl3. Được chưa? Đấy nhá, chúng ta nhìn chúng ta phải ốp cái tỷ lệ từ trên này xuống này. Đấy. 1H cộng thì nó kết hợp với 1H CO3 trừ thôi. Đấy, thì nếu còn dư dư một cái HCO3 này, như vậy còn dư một HCO3 thì sẽ kết hợp với Na thành HCO3 như vậy. Còn cũng chương trình này nhưng mà tỷ lệ 1:2 thì sao? Tỷ lệ 1:2 thì đấy mình lại điền này 2 vào đây này. 2 này. Bởi vì chúng ta sẽ có 2H cộng này. 2H cộng với 2HCO3 trừ này. Thì nó sẽ ra 2 nước với 2CO2. 2CO2. Đấy. Lúc đấy là chúng ta còn lại là một cái Na2SO4 đấy. Thì cách viết chương trình các cái chương trình liên quan muối axit một chút thì mình sẽ nhìn vào ion thì nó sẽ rõ ràng hơn, chứ nếu không thì sẽ khó khăn đấy. Được chưa? Còn bạn nào cần giải thích lại câu này không? Câu này cần giải thích lại nữa không? Được chưa? Yeah. Như vậy chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo này. Sụp ký CO2 từ từ tới dư có nước cuối trong cho đun nóng một số điện tử. Đun nóng dung dịch sao phản ứng. Thì đây thì chúng ta cái này nó sẽ chính là bài tập đồ thị lát nữa mình sẽ học này. Được chưa? Để xem là đồ thị đâu, đây đồ thị đây rồi. Chúng ta dẫn từ từ cái dung dịch CO2 này lần vào dẫn từ từ CO2 vào cái dung dịch CO2 này lần thì nó sẽ như này. Hình vẽ nó sẽ như này. Vẽ toàn chút này. Chúng ta dễ nhìn. Này. Cái dung dịch CO2 này lần nó đựng trong một cái cốc này. Đúng không? Dung dịch CO2 này lần. Dung dịch CO2 lần như này thì chúng ta sẽ dẫn từ từ CO2 vào đây này. Chúng ta sẽ thổi dần từ từ CO2 vào này. Được chưa? Chúng ta thấy là ban đầu thì lúc lúc chúng ta mới thổi CO2 vào thì rõ ràng là dung dịch CO2 lần ở trong cốc thì nó là cố định. Đấy là dung dịch CO2 lần là cố định này. Thì ban đầu là khi mà gì? Ban đầu thì cái lượng trong cốc nó rất là lớn cho nên là CO2 lần dư. CO2 lần dư thì nó sẽ tạo ra cái tủa đúng không? Cho nên lần dư thì tạo ra muối trung hòa CaCO3 và nước. Tuy nhiên thì chúng ta cứ thổi CO2 vào mãi, thổi mãi vào thì cũng đến lúc là gì? Cũng đến lúc mà chúng ta thấy là gì? Đến lúc mà thằng CO2 này lần nó hết thì lúc đấy CO2 nó sẽ phản ứng với CaCO3 và nước để ra CaCO3 hai lần. Đấy. Được chưa? Nha. Chúng ta sẽ xem thêm trang 74 này. Em nhìn ra như giải thích vừa rồi nhé, thế còn phải rất ngắn gọn lại chương trình, nó vẫn còn một chương trình nữa. CO2 này cộng với CO2 này lần. Bắt đầu. Với CO2 này lần. Nó sẽ ra là gì? CaCO3 với nước. Nước đúng không? Sau đó thì tiếp tục là CO2 này. Tiếp. Tiếp tục nhé. Tiếp theo thì CO2 này nó sẽ tác dụng trực tiếp với cả CaCO3 này. Thì nó sẽ ra là gì? CaHCO3 lần. Và lúc này là thằng này là tan.
Đấy, và cuối cùng là CH2CO3 là đun lại, sau đó lại đun dung dịch. Đấy. Ở đây là chúng ta dẫn từ từ CO2 đến dư. Được chưa? Thì tiếp tục lại đun nóng dung dịch sau phản ứng này. Thì CH2CO3 hai lần. Thì nó sẽ lại ra CaCO3 CO2 mới được. Đây nó lại ra thằng này. Quay đi quay lại lại ra cái tổ. Ừ. Nhé. Được chưa? Đấy thì phần lý thuyết này chúng ta sẽ về nhà chúng ta làm đốt nhé. Kiến thức thầy đã cung cấp đầy đủ rồi, còn những cái gì mà cấp dưới mà chúng ta còn quên thì chúng ta cứ hỏi thôi, bởi vì bây giờ không biết là bạn nào quên cái gì, bạn nào nhớ cái gì không? Cứ hỏi nhiệt tình không nhé. Đấy còn một câu nữa về muối axit đây thì chúng ta có thể xem thêm ở trong này. Chúng ta phân tích thêm lần nữa, nếu chưa hiểu thì xem thêm lần nữa.